Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lan Ngọc từng hành động dại dột chỉ vì bị bạn trai phụ tình. Hoa hậu Hương Giang Hari Won cực kỳ sốc khi nghe Lan Ngọc tâm sự từng hành động dại dột vì yêu điên cuồng. Trong tập 3 của chương trình Chị Em Chúng Mình, hội chị em bao gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Hari Won, Thúy Ngân, nghệ sĩ Nhân Lê Khanh bàn về những việc điên cuồng nhất mà phụ nữ thường làm trong tình yêu. Trong đó, câu chuyện tình yêu của nữ diễn viên Lan Ngọc khiến nhiều người bất ngờ nhất. Ninh Dương Lan Ngọc tâm sự từng suy nghĩ dại dột vì bạn trai bỏ. Lan Ngọc không ngừng ngại chia sẻ về quá khứ yêu điên cuồng và quyết tâm thay đổi được người đàn ông của mình. Cô từng có hành động dại dột vì quá tin tưởng và nhiệt huyết với mối tình lúc đó, nhưng may mắn thay vì tiệm thuốc đưa loại nhẹ nên cô chỉ vật vã 2 ngày là đỡ. Lan Ngọc thừa nhận bản thân từng dại khờ khi yêu. Đó là mối tình hồi còn nhỏ, bạn trai Ngọc lúc đó thì rất ham chơi. Đến một hôm anh chàng này đi chơi đến mức cả gia đình cũng không thể tìm được. Ngọc nhận được cuộc gọi từ bố mẹ anh chàng, nhờ bằng mọi cách Ngọc tìm anh ấy về nhà giúp. Sau một khoảng thời gian tìm hoài cũng không ra, Ngọc bèn dùng đến hạ sắc chỉ mong gặp được anh ấy. Nhưng trớ trêu, bạn trai Lan Ngọc lúc đó vẫn không chịu gặp. Tìm đến tận chỗ chơi của anh chàng này, Ngọc vẫn chưa thể tìm cách để có thể gặp mặt được. Ngọc phân vân bây giờ có uống hay không, nếu uống vô thì ngu nhưng không còn cách nào để gặp được để thay đổi người đàn ông của mình. Quá tin tưởng và nhiệt huyết với mối tình lúc đó, Ngọc quyết định đánh liều và uống luôn, Lan Ngọc tâm sự. Lan Ngọc cho biết suốt 2 ngày sau đó cô vật vã và gánh chịu những điều dại dột mà mình đã làm ra. Sau khi nghe được câu chuyện của nữ diễn viên, Hương Giang Hari Won chỉ biết giật mình. Thúy Ngân gây sốc khi tiết lộ bạn trai cũ từng chở vào nghĩa địa hỏi giờ muốn sống hay chết. Trong khi đó, nữ diễn viên Thúy Ngân cho biết, ở quá khứ cô từng bị bạn trai cũ vì quá ghen tuông nên đã chở cô đi thẳng vào nghĩa địa và hỏi, bây giờ em muốn sống hay chết. Quá sợ hãi, Thúy Ngân chỉ mếu máo và xin, anh chở em về đi, giờ anh muốn gì cũng được. Người đẹp cho biết sau mối tình đó, cô chặn hết tất cả các cổng liên lạc và chuyển luôn chỗ ở để tránh xa người bạn trai cũ. Sau câu chuyện của Lan Ngọc cũng phần nào thức tỉnh được đại đa số chị em phụ nữ khi yêu. Các bạn có thể yêu cuồng nhiệt nhưng đừng đánh cược thứ quý giá nhất. Và hãy luôn tỉnh táo trước mọi quyết định trong tình yêu.